các cô chú, các anh chị, cho phép Thanh Tuyền xin được thay mặt Trung tâm Văn hóa Thể thao quận 12 xin được gửi đến quý vị và toàn thể các cô chú, các anh chị lời chúc mạnh khỏe, lời chào thân ái và trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, mùa xuân đến, đánh thức sức sống trên từng cành cây, ngọn cỏ. Tết về, làm lòng người thêm xuân sang. Mỗi độ ấy, nhân dân cả nước dường như lại nhớ về Bác Hồ kính yêu nhiều hơn. Hình ảnh của người đã khắc sâu trong từng trái tim của nhân dân Việt Nam từ bao giờ. Có Bác, có Đảng, mùa xuân của dân tộc đã thật sự đến, mang sự ấm áp của hòa bình đến cho đất nước, cho từng con người. Bằng tất cả lòng thành kính nhớ Bác khôn nguôi, nhân dân trên khắp mọi miền, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, cùng chung sức đồng lòng xây dựng nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong ước của Bác Hồ kính yêu, và luôn thể hiện vai trò của một địa phương hết lòng vì cả nước, cùng cả nước vì hạnh phúc của nhân dân, mãi xứng đáng là thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thành phố anh hùng. Thưa quý vị, và trong liên hoan đường ca tài tử Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh giải hoa sen vàng năm 2023 hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức chương trình chủ đề Xuân về nhớ Bác của Trung tâm Văn hóa Thể thao quận 12 với các tiết mục Miền Nam nhớ Bác, sáng tác Nguyễn Đình Chiến, điều thức Oán Giang Nam Mười Câu, trình bày Kiều Sương, Bác Hồ trong trái tim con, sáng tác Trọng Sĩ, điều thức Phòng cổ Nhịp 16, trình bày Ngọc Châu, Sông Tấu Ngũ Đối Hạ, điều thức 21 câu, trình bày Phan Be Đàn Kim, Tám Tạo Đàn Cò, Thành phố Mùa Xuân, sáng tác Lâm Viên, điều thức Ca Ra Bộ Lưu Thủy Trường, trình bày Kim Cương Quốc Thắng, Hòa Đàn Bác Mang Tấn Cống, điều thức Bài Ngự, trình bày Minh Phượng Guitar, Phan Be Đàn Kim, Thanh Bình Đàn Tranh, Tám Tạo Đàn Cò. Thưa quý vị, và xin được giới thiệu đến quý vị tài tử đàn Thanh Bình Đàn Tranh, Tám Tạo Đàn Cò, Phan Be Đàn Kim, Minh Phượng Đàn Guitar Phiếu Lợm. Xin được giới thiệu đến quý vị tài tử ca Quốc Thắng, Kim Ngân, Kiều Sương, Ngọc Châu. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức chương trình của Trung tâm Văn hóa Thể thao quận 12. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Bà ơi bà, bà ơi, bà có nhà không? Alo. Trời ơi, mới sáng sớm à, mà ông làm cái gì ôm sòm như vậy? Đâu, ông nói cho tôi nghe coi. Chứ bà không nghe gì hết hả? Ở ngoài đường người ta rằng rằng rồ rộ. Bà tết xung tết nữa bà ơi. Thành phố Hồ Chí
vị, chương trình với chủ đề Xuân về nhớ Bác của Trung tâm Văn hóa Thể thao quận 12 đến đây là kết thúc. Một lần nữa chúng tôi xin được chân thành cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của quý vị thông qua những tràng vỗ tay mà quý vị đã dành cho các tài tử đàn và tài tử ca của chúng tôi. Xin được kính chúc cho toàn thể quý vị, các cô chú và các anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Xin được chúc mừng liên hoan gần ca tài tử Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 năm 2023 thành công, tốt đẹp.